Vũ Trụ Huyền Bí xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật, khoa học đến xã hội. Tuy nhiên, có những người phụ nữ đã vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường, trở thành những biểu tượng kỳ lạ và quái dị. Họ không chỉ để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí công chúng, mà còn thách thức cả những chuẩn mực, định kiến xã hội, từ những nhà khoa học kiệt xuất như Marie Curie đến các nghệ sĩ bậc thầy như Frida Kahlo, hay thậm chí là những nhân vật lịch sử nổi bật như Cleopatra. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện độc đáo, khắc họa rõ nét những khía cạnh đa dạng của cuộc sống phụ nữ. Nhưng bạn có biết, thế giới hiện đại của chúng ta cũng có vô vàn những người phụ nữ kỳ lạ hay không? Có những người mong muốn mình trở nên như vậy, cũng có những người không may mắn mắc phải một căn bệnh nào đó, vô tình khiến bản thân trở nên xấu xí. Vậy họ là ai? Hãy cùng Vũ Trụ Huyền Bí khám phá trong video 9 người phụ nữ kỳ lạ và quái dị nhất thế giới nhé! Người phụ nữ cao nhất thế giới. Trang Chin Lien, người phụ nữ cao nhất thế giới, từng được ghi nhận, sinh vào ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1964 tại làng Yucha, thị trấn Lanzhui, thành phố Yuanchang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô là một biểu tượng về sự phát triển chiều cao phi thường. Được biết, Trang Chin Lien bắt đầu gánh nước từ khi mới 5 tuổi, và từ đó, sự phát triển nhanh chóng của cô đã thu hút sự chú ý. Cho đến khi 14 tuổi, Trang Chin Lien đã cao tới 2,34m và nặng đến 132kg. Đây có thể nói là một con số đáng kinh ngạc cho một thiếu nữ mới dậy thì. Đến năm 18 tuổi, chiều cao của Trang Chin Lien tiếp tục tăng lên 2,47m. Tuy nhiên, điều đáng tiếc xảy ra là chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 14 tháng 2 năm 1982, cô đột ngột qua đời khi mới 18 tuổi với chiều cao lên đến 2,48m. Cái chết đột ngột của Trang Chin Lien để lại dấu ấn lịch sử lớn trong lịch sử về sự phát triển chiều cao phi thường và là một câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc sống và sức mạnh. Sau khi qua đời, thi thể của Trang Chin Lien được lưu giữ tại Đại học Y khoa Hồ Nam, nay là trường Y Chiang Ya, Đại học Trung Nam, nơi cô được nhớ đến như là một biểu tượng của sự sống và sự phát triển kỳ diệu của cơ thể con người. Cao cũng thích, cơ mà cao quá, thế này thì có bạn nào muốn nữa không? Đây không phải là cao đẹp đâu, mà là cao bệnh các bạn ạ. Thật đáng thương cho cô gái đó phải không nào? Có lẽ chúng ta phải cảm thấy mình thật là may mắn, bởi khi được sinh ra với một cơ thể lành lặn và bình thường như mình đang sở hữu, phải không nào? Người phụ nữ có bộ ngực nhân tạo lớn nhất thế giới. Bạn nghĩ sao? Nếu mình sở hữu một bộ ngực siêu khủng, hẳn là sẽ vướng víu khó chịu và nặng nề lắm đúng không nào? Nhưng đối với một số người thì lại đã đam mê với vòng một khủng và họ sẵn sàng chi cả hàng trăm triệu để độ loa cho to, cho khủng đấy. Và Maxime Mondet chính là một minh chứng điển hình cho những con người đó. Được biết, Maxime Mondet là một vũ nữ thoát y nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với kỷ lục đặc biệt trong lĩnh vực nâng ngực. Và năm 2000, sau khi loại bỏ túi ngực nhựa ban đầu của mình, Maxi đã quyết định tiêm dung dịch polypropylen để có kích thước được vòng một lớn hơn. Kết quả là cô đã sở hữu một cặp Super Boba với kích cỡ 61-3M, là một trong những kích cỡ lớn nhất được biết đến. Hiện nay, Maxi cao 1,83m và vòng một của cô có chiều dài lên tới 154cm, với mỗi bên nặng khoảng 9kg. Điều này đã khiến tổ chức Guinness World Records chính thức công nhận Maxi với danh hiệu ca sĩ cấy ghép ngực lớn nhất thế giới, là một minh chứng cho sự quyết đoán và quyết tâm của cô trong việc thay đổi ngoại hình. Sinh năm 1973, Maxi Mondet đến từ Long Island, New York, Mỹ. Ngoài công việc là một vũ nữ thoát y, cô cũng là một mannequin và diễn viên trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm. Với vóc dáng cân đối và sự duyên dáng tự nhiên, Maxi đã chọn nâng ngực để tăng thêm sự gợi cảm và sự quyến rũ của bản thân. Và cô đã thành công rực rỡ trong việc này. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy nó không đẹp chút nào, mà chỉ thấy sợ thôi. Mình thấy tự nhiên thì vẫn là đẹp nhất. Bạn nào cùng quan điểm với mình không? Hay bạn thích có một bộ loa nhân tạo khủng như vậy? Hãy comment ngay ý kiến của bạn xuống bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Cô gái lùn nhất thế giới. Bạn có tin thế giới ngày nay có một người phụ nữ đã 27 tuổi nhưng lại mang thân hình của một đứa bé khi cao chỉ chưa đầy 1m? Hẳn là bạn sẽ khó tin đúng chứ? Nhưng thực sự, trên thế giới có một người như vậy đấy. Cô gái này tên là Jyoti Amger. Cô sinh ra trong một gia đình có 5 người con ở Nagpur, Ấn Độ. Trong khi các anh chị em đều có chiều cao và thân hình bình thường, thì Amgi
lại mắc chứng rối loạn sản sụn bẩm sinh và ngừng phát triển ngay sau sinh nhật 1 tuổi. Khi mới sinh ra, Amgi được các bác sĩ chuẩn đoán không thể sống quá vài giờ. Tuy nhiên, bằng sức mạnh kỳ lạ, Amgi đã vươn lên mạnh mẽ và phát triển hơn dự đoán đó. Dù sức khỏe không bằng những đứa trẻ khác, cô luôn được chăm sóc cẩn thận và hoạt động nhẹ nhàng do phần xương giòn, dễ gãy. Tuy nhiên, trong một lần đi nghỉ cùng gia đình tại Kashmir ở Ấn Độ, Jyoti Amgi đã không may bị thương nặng. Bố của Amgi đã trượt chân ngã trong lúc bế cô, khiến Amgi bị gãy chân. Và vì thế, mặc dù hiện tại Amgi vẫn có thể đi lại, nhưng mà cô không thể đi bộ quá 10 phút vì chân sẽ rất đau. Năm 2011, Jyoti Amgi được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness là người phụ nữ đang sống nhỏ nhất thế giới, với chiều cao 62,8cm và cân nặng 5kg. Thế nhưng điều đáng nói nhất là dù ngoại hình nhỏ bé và sức khỏe yếu đấy, nhưng Jyoti Amgi không để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống và ước mơ trở thành diễn viên của mình. Jyoti Amgi bắt đầu diễn xuất ở Ấn Độ ngay từ khi còn nhỏ. Cô xuất hiện trong video âm nhạc đầu tiên vào năm 8 tuổi. Amgi từng được giới thiệu trong bộ phim tài liệu Body Shock 2 Foot Tall Teen năm 2009 và là khách mời của chương trình Big Boss Season 6 của Ấn Độ. Đặc biệt, cô còn tham gia diễn xuất trong mùa thứ tư của loạt phim truyền hình American Horror Story với vai Ma Betty. Sau bộ phim, cái tên Jyoti Amgi càng được biết đến nhiều hơn về khả năng diễn xuất của cô cũng được khẳng định. Amgi cho biết mong muốn lớn nhất của cô là trở nên nổi tiếng khắp thế giới và có thể giành được giải thưởng Oscar danh giá. Mới đây, Jyoti Amgi đã đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ diễn xuất của mình. 9X sẽ trở thành ngôi sao trong loạt chương trình Extraordinary People, Người Phi Thường, được phát sóng trên kênh truyền hình TLC của Mỹ. Được biết đến nhiều hơn, Amgi càng tích cực tham gia các chương trình truyền hình, game show hay là các dự án truyền động lực. Với nụ cười thường trực trên môi, cô gái 27 tuổi luôn mang đến những thông điệp tích cực, niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Jyoti Amgi còn từng chia sẻ, dù chúng ta có những trở ngại về bản thân, nhưng chúng ta không nên tự giới hạn chính mình. Hãy sống thật hạnh phúc và sống một cuộc sống mà chúng ta luôn mong muốn. Những điều phi thường mà cô làm chưa dừng lại ở đó. Được biết, trong tháng 4 năm 2020, năm đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ, Amgi đã xuất hiện tại thành phố Nagpur, bang Maharashtra để cùng phát đi thông điệp yêu cầu mọi người tuân thủ tự cách ly, phòng chống dịch Covid-19. Cô cho biết muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ cảnh sát, nhân viên y tế, sĩ quan quân đội, những người ở tuyến đầu chống dịch đã và đang gồng mình chiến đấu để cứu mạng sống cho mọi người. Bên cạnh đóng phim, Jyoti Amgi còn rất thích thời trang và học cách ăn mặc, trang điểm như những cô gái khác cùng độ tuổi. Tuy nhiên, điều này cũng gây khó khăn cho Amgi khi cô chỉ có thể mặc quần áo của trẻ sơ sinh. Thậm chí, cô thường xuyên bị nhầm là một em bé nữa cơ các bạn ạ. Các hoạt động cơ bản như là mở cửa, bật vòi nước rửa bát, sử dụng nhà tắm, Jyoti Amgi đều phải nhờ sự giúp đỡ của những thành viên trong gia đình. Và cũng vì có cơ thể nhỏ bé như thế, nên cô gái 27 tuổi cũng không thể tự ra ngoài một mình vì sợ mọi người dẫm lên mình. Nói gì thì nói, dù ngoại hình có khác biệt và sức khỏe kém, cũng không khiến Jyoti Amgi ngừng nỗ lực và tỏa sáng. Cô diễn viên tí hon luôn là một tấm gương của sự lạc quan và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Được nhiều người ngưỡng mộ, học tập, phải không nào? Một tấm gương sáng không phải ai cũng đủ dũng cảm và can đảm để vượt qua và làm theo được đâu. Nhưng mình vẫn hy vọng, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi nhìn vào cô ấy, bạn sẽ có một động lực phi thường để bước tiếp nhé. Thiếu nữ có đôi chân dài nhất thế giới. Marcy Corin, 17 tuổi, ở bang Texas, sở hữu đôi chân chiếm tới 60% tổng chiều cao của cơ thể. Chân trái của cô dài hơn 134,6cm, trong khi chân phải thì ngắn hơn một chút, 134,2cm. Hiện cô được cho là thiếu nữ phá hai kỷ lục Guinness thế giới, là cô gái có đôi chân dài nhất và thiếu niên có đôi chân dài nhất. Trong một video đăng trên kênh YouTube của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, mẹ của Corin cho hay đã nhận ra con gái cao hơn bạn bè cùng lứa từ khi còn nhỏ và có lẽ cô sở hữu được điều này là do thừa hưởng gen trội từ bố và mẹ. Corin cao hơn 2m, còn bố của cô cao 1,95m, anh trai cô cao 1,93m và mẹ cô sở hữu chiều cao là 1,7m. Được biết, từ khi còn học trung học, cô đã bị rất nhiều người bàn ra tán vào vì chiều cao và ngoại hình quá khổ của mình. Nhưng dường như với nghị lực phi thường, cô không hề quan tâm đến điều đó. Theo đó, hiện nay Corin đang dùng tài khoản mạng xã hội để
để truyền cảm hứng cho những người khác quý trọng chiều cao của mình. Với 1,7 triệu người theo dõi trên TikTok và 50.000 người trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ về sự tự tin và hình ảnh cơ thể. Các video của Corinne trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem. Cô cũng hy vọng rằng những phụ nữ cao xem chiều cao như là một món quà và bạn không nên xấu hổ khi mình sở hữu một chiều cao khác biệt như vậy. Người phụ nữ có vòng 3 lớn nhất thế giới. Tiêu chuẩn về vòng 3 của bạn là gì? To, tròn, căng mọng hay là săn chắc? Hẳn là ai cũng sẽ thích to, mình nghĩ vậy. Thế nhưng mình cá là bạn sẽ thay đổi quan niệm khi biết đến cô nàng có tên là Michael Ruffinelle này đấy nha. Michael Ruffinelle là một biểu tượng trong ngành thời trang ngoại cỡ với các danh hiệu người có vòng mông lớn nhất thế giới do kỷ lục Guinness công nhận. Cô là một người mẫu ngoại cỡ và đồng thời làm công việc trông trẻ bán thời gian. Với chiều cao chỉ 1,6m và cân nặng khoảng 190kg, Michael sở hữu số đo vòng hông vô cùng là ấn tượng, lên tới 2,4m. Nhiều người cho rằng Ruffinelle đã sử dụng dao kéo để có được kích cỡ vòng 3 khủng như vậy. Nhưng trên thực tế, bà mẹ bốn con này chưa hề có sự can thiệp nào của dao kéo đâu. Ruffinelle cho biết mình bắt đầu tăng cân từ năm 22 tuổi sau khi sinh đứa con đầu tiên. Sau đó, vòng 3 của cô bắt đầu lớn bất thường khi cô mang thai 3 đứa con tiếp theo. Ruffinelle chia sẻ rằng, lúc mang thai cô đã ăn rất nhiều, nhưng không hiểu sao tất cả chất béo chỉ tập trung vào phần hông của mình. Trong quá khứ, Ruffinelle đã từng thử nhiều cách để giảm cân như là lắc vòng hay là các chế độ ăn kiêng, nhưng tất cả đều không thành công. Giờ đây cô cho biết mình cảm thấy hạnh phúc với cơ thể của mình và đang nỗ lực để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Nhưng trên thực tế, Ruffinelle phải cố gắng rất nhiều mới có thể phớt lờ được mọi ánh mắt nhìn vào cô mỗi khi xuất hiện trên đường. Đấy, các bạn thấy không? Không phải cứ cái gì to thì đều sẽ đẹp đâu nhá. Có những thứ to lại chính là một điểm yếu khiến cho bản thân chúng ta tự ti rất là nhiều đấy. Và tất nhiên, mông to thì cũng là một điểm không ngoại lệ. Nữ gamer quyến rũ nhất xứ Kim Chi, Song Arum. Các bạn ạ, từ ngàn đời, nét đẹp của người phụ nữ luôn được ví von với những hình ảnh như là mình hạc sương mai hay là liễu yếu đào tơ. Và đến tận ngày nay, ở nhiều nền văn hóa châu Á vẫn còn tồn tại quan niệm cho rằng người con gái đẹp nhất phải sở hữu thân hình nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng. Tuy nhiên, quan niệm đó thì nên để lại quá khứ để mở ra một thời đại mới cho các cô nàng hiện đại được thể hiện nét cá tính độc đáo của mình. Đã qua rồi, cái thời thể hình được coi là môn thể thao chỉ dành cho cánh mày râu, đam mê rèn luyện cơ bắp. Phòng tập gym, thậm chí là các cuộc thi thể hình cũng chẳng còn là sân chơi của riêng nam giới nữa. Và chính nữ vận động viên Song Arum này sẽ làm thay đổi cách nhìn của nhiều người về chuẩn mực của cái đẹp trong thời đại mới này đấy. Khác xa với gương mặt nữ tính dịu dàng và cực kỳ xinh đẹp như là các nữ thần tượng Hàn Quốc khác, Song Arum gây bất ngờ với thân hình cơ bắp cuồn cuộn cùng số đo 3 vòng hoàn hảo. Dù hiện tại cô nàng 35 tuổi đang theo đuổi sự nghiệp làm PT, huấn luyện viên cá nhân, nhưng cô vẫn tích cực tham gia các giải đấu thể hình nữ chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ lợi thế ngoại hình cực chuẩn, tôn lên trọn vẹn từng đường nét cơ thể. Song Arum là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang và quảng cáo chọn mặt cười vàng cho những dự án của họ. Đặc biệt, trên trang cá nhân của cô luôn đầy ắp những bài đăng hướng dẫn tập thể thao sao cho bài bản, những lời khuyên hữu ích cũng như là những bức ảnh thành quả của việc luyện tập chăm chỉ. Dù đã bước qua độ tuổi bộ 30, gần kề 40, nhưng Song Arum vẫn luôn giữ được nét thanh xuân như một thiếu nữ đôi 10 vậy đó. Và được biết, hiện cô đã kết hôn và là mẹ của một công chúa nhỏ. Chồng của cô cũng là một vận động viên thể hình. Hai vợ chồng thường xuyên khoe những hình ảnh khoe cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Và cô cũng thường nhận được những bình luận khen ngợi, cũng như hỏi về bí quyết để giữ được nhan sắc tươi trẻ nhiều hơn so với tuổi thực. Đây quả đúng là một cô gái đáng ngưỡng mộ các bạn nhỉ. Vừa đẹp, vừa khỏe, lại vừa có cuộc sống viên mãn. Ai mà không ước cho được cơ chứ, phải không nào? Người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới. Bấy lâu nay, vòng eo 56 của Ngọc Trinh chính là hình tượng mà mình luôn hướng tới đấy. Và cứ nghĩ rằng đây là một số đo tiêu chuẩn mà hẳn ai ai cũng hướng tới. Nhưng cho tới ngày hôm nay thì suy nghĩ ấy của mình lại là một sai lầm khi biết rằng thế giới vẫn còn có những người sở hữu vòng eo y hệt như là một con kiến chuẩn đét luôn. Đó chính là cô nàng có tên là Su Niang, 24 tuổi đến từ Myanmar. Su Niang là một sinh viên nhưng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô chia sẻ những bức ảnh khoe vòng eo siêu nhỏ chỉ có 35cm
trên mạng xã hội. Với sự nổi tiếng này, Suneng đã thu hút gần 9.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 400.000 người trên Facebook. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Suneng cũng gây nên nghi ngờ và nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng vòng eo của cô nhỏ là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là lạm dụng corset. Thậm chí có người còn cho rằng cô đã cắt bớt xương sườn để có vòng eo như vậy. Tuy nhiên, Suneng khẳng định rằng vòng eo 35cm của cô là tự nhiên, đạt được nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và chăm chỉ tập luyện. Suneng cũng chia sẻ rằng sức khỏe của cô hoàn toàn ổn định và cô luôn giữ phong cách sống lành mạnh. Cô yêu thích việc chụp hình và khoe vẻ đẹp của bản thân, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về ngoại hình cuốn hút của mình. Được biết, trước Suneng, bà Ethan Granger từ Anh cũng là một người nổi tiếng với vòng eo chỉ 33cm, giữ kỷ lục Guinness từ những năm 1930 đến năm 1982. Bà đã dành nhiều năm để đạt được vòng eo siêu nhỏ này bằng cách mặc corset và vòng bằng sắt đặc biệt. Điều này minh chứng cho một điều, những người có vòng eo nhỏ như Suneng là hoàn toàn có thể. Thế nhưng, xem đến đây thì mình đổi hướng rồi, Ngọc Trinh vẫn là tiêu chuẩn mình hướng tới các bạn ạ. Chứ eo nhỏ quá như thế kia, trông chả có tí sức sống nào, nhìn ghê thật luôn ấy. Cô gái lạc đà. Vào cuối thế kỷ 19, các rạp xiếc đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những người có ngoại hình kỳ dị, thu hút công chúng hiếu kỳ và thỏa mãn nhu cầu giải trí của xã hội. Trong số đó, Ella Harper được biết đến với biệt danh Cô gái lạc đà, là một ví dụ nổi bật của những cá nhân chịu đựng số phận nghiệt ngã nhưng vẫn tìm cách vượt qua khó khăn để kiếm sống. Ella Evan Harper sinh ngày 5 tháng 1 năm 1870 tại Hendersonville, Tennessee, trong một gia đình nông dân với ba chị em và một người anh sinh đôi có tên là Everett, người qua đời khi mới 3 tháng tuổi. Ella nổi bật trong gia đình bởi một tình trạng y tế kỳ lạ, khiến đầu gối của cô cong về phía sau, khiến cô di chuyển bằng cả hai tay và chân, tương tự như là cách đi của một con lạc đà. Và thời điểm đó, các bác sĩ không thể lý giải hay là điều trị chứng bệnh này, mà ngày nay được gọi là genu recurvatum, một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ mắc phải là 1 trên 100.000 trẻ em. Thế nhưng mặc dù chịu đựng những khó khăn về thể chất và tinh thần, Ella Harper đã biến dị tật của mình thành cơ hội kiếm sống. Năm 1882, khi mới 12 tuổi, cô bắt đầu biểu diễn tại các rạp xiếc từ St. Louis đến New Orleans. Ella nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Đầu năm 1886, cô gia nhập đoàn xiếc nổi tiếng Nico Blast Circuit dưới sự quản lý của ông bầu Wephart Harris. Cho các buổi biểu diễn, Ella thường dắt theo một con lạc đà để làm nổi bật sự khác biệt giữa cơ thể của cô và của con vật. Từ đó có biệt danh là cô gái lạc đà. Sự thành công trong rạp xiếc giúp Ella kiếm được $200 mỗi tuần, một khoản tiền lớn vào thời điểm đó, tương đương khoảng $5,000 ngày nay. Dù nổi tiếng và có thu nhập cao, Ella không hạnh phúc với sự chú ý của công chúng. Cô cảm thấy mình chỉ là một trò tiêu khiển và không được xem trọng như một cá nhân. Chính vì vậy, vào cuối năm 1886, Ella quyết định từ bỏ sự nghiệp biểu diễn để tập trung vào việc học tập. Sau khi rời rạp xiếc, Ella Harper sống một cuộc đời khép kín. Cô trở về hạt Summer, Tennessee, nơi cô sống cùng mẹ và cháu gái. Vào năm 1905, Ella kết hôn với Robert Seiley, một giáo viên và nhân viên ghi sổ sách. Họ có một cô gái tên là Mabel, nhưng bé đã qua đời khi mới 6 tháng tuổi. Một thời gian sau, họ nhận nuôi một bé gái khác, nhưng cũng mất khi mới 3 tháng tuổi. Ella và gia đình sau đó chuyển đến Nashville, Tennessee, nơi Ella tiếp tục sống cho đến khi qua đời, vào ngày 19 tháng 12 năm 1921, vì căn bệnh ung thư đại tràng ở tuổi 51. Ella Harper được an táng tại nghĩa trang Ring Hill gần Nashville. Có thể nói cuộc đời của cô không chỉ là một câu chuyện về sự chịu đựng và nghị lực, mà còn là một minh chứng cho việc làm thế nào con người có thể biến những thử thách thành cơ hội. Dù cuộc sống có thể khắc nghiệt và không công bằng như vậy, những người kỳ lạ như Ella Harper không chỉ mang đến sự tò mò mà còn mở ra những câu chuyện cảm động về sức mạnh và lòng kiên cường. Dù ngoại hình hay là hoàn cảnh có thể khiến họ trở nên khác biệt, những thử thách họ đối mặt và cách họ vượt qua thường phản ánh sự kiên trì và nghị lực phi thường của họ, các bạn ạ. Cô gái béo nhất thế giới. Tháng 2 năm 2017, truyền thông trong và ngoài Ấn Độ xôn xao về việc người phụ nữ béo nhất thế giới có tên là Eman Abed Elati hạ quyết tâm phẫu thuật để trở về cuộc sống bình thường. Đối với một người có cân nặng trung bình, việc di chuyển đến bệnh viện để làm phẫu thuật chẳng có gì đáng nói. Nhưng với một người phụ nữ nặng cả nửa tấn như cô Ati,
thì lại là một vấn đề vô cùng là nan giải. Được biết, LRT năm đó 36 tuổi, có cân nặng lên tới 500kg. Chị mắc phải một hội chứng có tên là Elephantiasis, khiến cơ thể phình to, nhiều mỡ thừa. Suốt nhiều năm, Ati chỉ có thể làm bạn với chiếc giường vì cân nặng khiến cô không thể di chuyển được. Thậm chí, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Thời điểm đó, để có thể đưa Ati ra khỏi nhà tại thành phố Alexandria, Ai Cập, người nhà đã phải đập bỏ cả một bức tường. Các chuyên viên y tế phải dùng tới cần cẩu mới có thể đưa được cô lên xe, di chuyển ra sân bay. Sau chuyến bay kéo dài 7 giờ, ngày 11 tháng 2, 2017, một chiếc xe tải đã được huy động để có thể chở Ati từ sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji tới bệnh viện, đi cùng cô tới Ấn Độ là người chị gái Sama Ahmed và đội ngũ của các bác sĩ bệnh viện. Đó cũng là lần đầu tiên trong vòng 25 năm Ati được ló mặt ra khỏi nhà mình. Trước đó, gia đình Ati đã phải gửi một lá thư lên Tổng thống Ai Cập, hy vọng có thể được chính phủ giúp đỡ. Thế nhưng visa của cô không được đồng ý, cũng không có hãng hàng không nào chấp nhận chở cô từ Ai Cập tới Ấn Độ. Thế nhưng may mắn thay là cuối cùng, hãng hàng không Egypt Air cũng đồng ý chuyên chở cô tới Ấn Độ. Trước chuyến bay, một chiếc giường đặc biệt đã được thiết kế cho Ati để có thể chuyển tới Mumbai một cách an toàn. Các trang thiết bị đặc biệt cũng được lắp đặt bên trong khoang máy bay trong tình huống khẩn cấp. Tại bệnh viện Sai Phi, Mumbai, Ấn Độ, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ lượng mỡ thừa trên người Ati. Đến tháng 5 2017, Ati được chuyển đến thủ đô Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, vào tháng 9 2017, các phương tiện truyền thông gây bất ngờ khi thông báo rằng người phụ nữ nặng nhất thế giới này đã giảm được hơn 300kg trong tổng cộng 500kg trọng lượng cơ thể của mình, nhưng cô đã chết vì các biến chứng khác như bệnh tim và rối loạn chức năng thận. Vì thế, cho cuộc đại phẫu thuật ấy, cô đã không thể qua khỏi. Đây là một câu chuyện khi mà nghe đến ai cũng phải xót xa, rơi nước mắt.